Cái con lóc lại nha, lóc lại nhớ là đừng có làm lộn cái đã chôn gieo rồi nha. Rồi hãy chào mọi người đi. À, xin chào mọi người. Hai ba con đang gieo hạt giống gieo giống cái này là cái gì cherry? Hạt giống gì cherry? Đây là hạt giống rau muống. Đúng rồi, chính xác. Đang trồng rau muống. Trồng rau muống đúng rồi đó. Hôm qua là hai ba con phải ngồi đãi cái bao bao sơ dừa đó đó. Bắt đầu mới ngồi mới nhét vô trong từng lọ như thế này. Đó, xong xuôi rồi bơm nước vô có dinh dưỡng vô xong xuôi rồi hôm nay là ngồi gieo hạt. Cái này mình làm không phải là làm công nghiệp mà mình làm gia đình. Cái này rảnh rỗi mới làm được chứ mà làm để buôn bán chắc lỗ chết quá. Hả? Cái này làm có buổi giờ mới được, như đây hai cho con làm nguyên buổi chiều hôm qua mới vô hết như đây đất. Bây giờ là phải tranh thủ buổi chiều trời mát mát này đi mới gieo hạt. Đó, Cherry đang gieo hạt đó mấy cô chú. Rồi, Cherry gieo hạt sao? Cherry nói đi. Cherry con chỉ mấy cô chú gieo hạt đi. Rồi. Mấy cô chú. Làm sao? Chỉ bỏ gieo hạt là chỉ được bỏ 6 cái, 5 cái. Cái gì nữa? Đó, được rồi, một hạt là một cây lên. Đó. Một hạt là một cây lên. Còn nhiều hạt là nhiều cây lên. Đó, mình chỉ bỏ khoảng 5-6 hạt là nhiều lắm rồi. Tại vì nhiều quá nó sẽ không có đủ đất để cho cây sống. Đúng không? Nó sẽ chết. Đó, bây giờ con bỏ vô làm tiếp đi. Mà con làm hàng nào con nhớ nha, con đừng có lộn nữa. Hồi làm tiếp cái hàng đó nữa mất công đó nha. Đây là hàng thứ ba đúng không? Rồi. Con sẽ làm mấy cái lỗ trước. Rồi, mấy lỗ trước rồi con đếm hạt con bỏ vô nha. Có nhiều cách trồng đó, có nhiều người thì nói là ngâm cái này vô nước, nước ấm. Mấy giờ, mấy tiếng xong xuôi rồi rồi trồng thì nó sẽ đẻ lên mà này hai cha con làm biếng quá, gieo thẳng luôn. Thì nước mình sẽ làm cho nó ướt cái sơ dừa này sẵn hết rồi. Ba hả, con mỏi cái nhỏ. Mỏi hả? Mới làm chút xíu mà mỏi rồi. Trời ơi. Ba thì nếu coi hay là để cái này cao lên cho con. Được không? Đặt cái này cọc lên đây cho cao. Được cao lên hả? Thôi con ngồi đất luôn đi. Đúng rồi hả? Đây nè, quay cho cả nhà coi. Đây là rau, đợt trước thì mới thu hoạch rau lớn rồi, cho nên bây giờ là còn cây con thôi. Đây là mấy cái con mới đi nước ngoài về. Thì bây giờ trồng là mấy cái cây này nó đang mới, cho nên là cây nhỏ nhỏ thôi. Cái này là cây rau sạch đó bạn Dương Ngoan, không phải là cây thuốc. Đây là cây rau muống nè. Ở nhà thì ăn rau muống rất là nhiều, cho nên là trồng ưu tiên trồng rau muống, rau dền, rau mồng tơi. Đó là những loại mà ở nhà thích ăn, rau cải ngọt. Đó. Đúng rồi. Hôm nay hơi thuộc sáng quá, để qua bên đây xem có rõ hơn không. Đây. Đây là ba vàng đây. Ba vàng. Ở bên đây thì còn hai vàng trống nữa nè. Thì hai ba con gieo xong cái đống này là sẽ để lên trên vàng. Khi mà cây con lên thì mình sẽ để lên trên vàng. Để mình trồng thủy canh mà là mình trồng bằng nước, mình không có trồng bằng đất. Những cái ở trong cái những cái khay nhỏ này là sơ dừa nè các bạn. Sơ dừa rồi tưới nước thôi à. Khi nào sơ nó dừa này tưới nước lên. Rồi khi nào lên cái cây con thì mình sẽ để lên cái khay đó. Để lên khay. Khay này thì nước bỏ vô trong cái bình đó, châm vô cái bình đó đầy thì nó sẽ có cái máy bơm nhỏ xíu, nó sẽ bơm lên cái ống cao nhất rồi nó tự động nó chạy từ hoàng chạy xuống cái bình đó để bơm lên.
khi nào mà nó cạn á thì mình sẽ châm nước. Hello Nghi Nguyễn, à, đây là rau muống nè, có nhiều loại lắm, rau muống, rau dền, rau mồng tơi, rau cải, thì mình thích ăn rau gì thì mình sẽ gieo rau đó. Ủa Gia Ly xuống đất ngồi luôn hả? Gia Ly nói là con ngồi con đau lưng quá. Ủa con phụ ba gieo một cái đó chưa xong đó, con gieo tới hàng nào rồi nữa ba biết, ba gieo ba né. Vậy gieo đến hàng nào rồi? Này con gieo đến 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15. À, gieo được 15 hàng này đúng không? Rồi để ba sẽ kể gieo tiếp nhé. Ở nhà và Thuận hỏi là anh chị chồng có bị sâu ăn lá không, em sao em chồng chồng là bị sâu ăn lá cũng có lúc bị em ơi, phải ngồi bắt sâu, với lại thỉnh thoảng nó còn bị con rầy nữa. Con rầy thì khi mà mình phải để ý, khi mà mình thấy có rầy ở trên lá thì mình phải bỏ cái lá đó luôn, rồi mình để nó lây, và rầy phải lây rất là nhanh. Còn sâu thì phải để ý để bắt sâu thôi, thấy lá mà bị sâu ăn thì bắt đầu coi con sâu nằm đâu mình bắt. Trồng rau sạch thì mình không có phun thuốc cho nên là cũng hơi cực cái vụ mà canh mấy con sâu con rầy. Hello bạn Quang Lệnh, Lật Mặt 3 thì sẽ ra rạp trên các rạp toàn quốc vào ngày 20 tháng 4 năm 2018. Các bạn nhớ ủng hộ nha, 20 tháng 4 năm 2018, nhớ về rủ gia đình bạn bè bà con dòng họ đi xem Lật Mặt 3 nha. Sao vậy Cherry nghỉ hả? Cherry không phụ ba Hải nữa hả? Nhờ có thì con ra phụ tiếp đi. Đau lưng, đau lưng. Trời ơi, cô nhỏ này mới làm tí xíu mà than đau lưng rồi kìa. Lê Thi hỏi là phim mới của anh Hải có giới hạn độ tuổi không? Phim này là chủ đề về gia đình thì chị hy vọng là sau khi duyệt xong thì sẽ không có bị giới hạn độ tuổi. Nhưng mà cái đó thì còn phải đợi sau khi phim được cục điện ảnh duyệt thì mình mới biết là có bị giới hạn độ tuổi hay không. Chị có gì chị sẽ thông báo, ngay gần ngày khởi chiếu thì sẽ các tạp sẽ thông báo. Còn hiện tại nói chung là phim này thì phim hài hành động nhưng mà chủ đề là nó là gia đình thì nó cũng không có gì mà để giới hạn độ tuổi, nhưng mà cũng không biết, để mình chờ cơ quan nó thẩm quyền duyệt đã. Có chừng đổ tràn ra ngoài nhé, đổ đất nha, bà đổ vô cho con. Không, con biết đổ. Chơi đi tự đổ đi. Chơi đi đang tự đổ đây, đổ hàng đây. Rồi, đó giờ con gieo tiếp đi. Bây giờ đây là hạt rau thơm này nè. Đây là hạt rau thơm. Rau tía tô. Rau tía tô này ăn rất là tốt cho những bạn nào, những người nào mà bị bệnh gút là ăn tía tô rất là tốt. Rồi, bây giờ mình gieo tiếp nhé. Mẹ Dương Phan hỏi là mang về chợ Tân Lập bán. Trồng rau kiểu này thì làm sao mà đủ để bán? Không bán là người ta phải trồng mấy công luôn. Trồng miếng đất bự, thật bự. Rồi này thì chỉ dùng cho gia đình thôi. Bạn Khu Văn Dẫn nói là Lịch Mặt Ba ra đúng ngày sinh nhật của bạn. Hay ta, vô tình trùng hợp nghe đúng ngày sinh nhật của bạn ấy luôn. Xin Trang Nguyễn ơi, chị đang trồng, anh Hải đang trồng, không phải chị trồng, chị thì quan quay livestream cho mọi cả nhà. Đang trồng rau sạch ở nhà ăn đó. Mấy lần trước thì trồng thành quả là thu hoạch, quay thành quả thu hoạch, còn lần này thì quay quá trình đang gieo hạt giống cho mọi người xem. Thế là việc trồng rau sạch thì rất là đơn giản, chỉ là hơi mất thời gian một chút. Nhưng mà ví dụ ngày thứ bảy và ngày chủ nhật thì mình có thể bỏ thời gian một tí xíu. Hello Dương Minh Chiến online à. Thứ bảy chủ nhật thì mình có thể bỏ thời gian một chút và mình làm cùng với các con thì cũng rất là vui. Thật ra là mình chỉ gieo hạt giống trong khoảng 1-2 tiếng thôi, sau đó mình để lên giàn thủy canh trồng thì sau tối thôi ta, để lên giàn thủy canh trồng thì
hàng ngày mình 2-3 ngày mình thăm chừng là mình cho nước dinh dưỡng là được, và cây nó sẽ tự lên rất là nhanh. Cũng không có gì khó hết, quan trọng là phải chịu khó làm, phải xuyên xuyên một chút, còn lười thì sẽ không trồng được. Mio ở dưới nhà, để chút nữa chị sẽ xuống dưới chị quay Mio. Ở dưới á là trái cây cũng đang ra trái rất là nhiều, cây mít cũng có trái nè, cây lựu cũng có trái mới hái rồi, cóc cũng nhiều trái, rồi ổi cũng có trái cũng mới hái, rồi cây bưởi đó, cũng đang ra hoa. Cherry tiếp tục. Con làm đi, con đổ vô đi. Cherry đang tiếp tục gieo của ba Hải. Có con gái là được nhờ hơn con trai. Rio thì không thích trồng rau thủy canh, Rio chỉ thích tưới cây thôi và thích trồng này rau thay đất á. Đây có 2.800 bạn xem nè. Phụng Đào ơi, Phụng Đào hỏi là trồng vậy có bón phân không? Trồng bằng thủy canh thì sẽ không có bón phân, mà mình sẽ dùng là nước dinh dưỡng. Mình sẽ dùng nước dinh dưỡng hữu cơ, cái loại mà không có hóa học á. Còn nếu mà mình trồng rau bằng đất á thì mình sẽ dùng phân bón hữu cơ, chẳng hạn như là phân dơ hoặc là phân trùng mình bón thì rau lên cũng rất là tốt. Thì cái khu vực mà trồng bằng đất của Hà mấy bữa hàng hay qua thì nó lại ở dưới lầu, chứ không phải ở trên này. Ở trên này thì ở trên tầng thượng thì trồng thủy canh. Thủy canh là trồng bằng nước. À, rau cải, cái ngọt, cái cải ngọt. Hai bà con gieo xong chưa? Còn cái khay đó nữa. Còn một khay nữa là xong, một hai bà con gieo được 2 khay rồi nè. Rồi con làm gieo bên kia đi, ba gieo đây cho. Mình đã sơ dừa, đã được làm sạch vô, sau đó là mình lấy một cái hạt giống mình để ở giữa, rồi mình tưới nước hàng ngày cho nó lên một cái cây con nhỏ nhỏ. Đó, lên cái cây con nhỏ nhỏ như vậy nè. Đó là bắt đầu mình để lên trên vàng. Rồi. Và mình sẽ cây nó sẽ phát triển rất là nhanh. Tiếp nào, chơi. Cherry là cô Thùy Dương, chị Thùy Dương muốn nói chuyện với con. Nè, nói chuyện với Cherry kìa. Cherry. Chào cô Thùy Dương. Chào cô Thùy Dương. Có cô chi cam, chi cẩm gì đó. Khen Cherry tóc dễ thương quá, Cherry cảm ơn đi. Cherry đang rất là tập trung làm. Cherry ở nhà gì? Rất là giỏi, nhờ cái gì cũng làm. Trợ lý đắc lực đó. Trợ lý đắc lực luôn, sai cái gì cũng đỡ lắm. Bởi vì con gái nhờ số. Có rất là nhiều người mê trai đầu lòng, nhưng mà ra con trai nó lùi lắm. Muốn nhờ số là phải có con gái. Gái xuyên hơn. Gái xuyên hơn. Con trai hả, đi theo sách dép, sách cặp cho nó đuối luôn á. Rồi, xong rồi chơi đi. Rồi con gieo đi, đẻ đi, còn này nó xong rồi. Nguyễn Anh Dũng nói là trồng xốp nông nghiệp Thái cho sạch. Ra là mấy cái khay này là có sẵn rồi, cho nên là tận dụng làm luôn. Bây giờ mua mới thì tốn tiền, thôi tiết kiệm, thế trồng này cũng được. Nói chung cũng thu hoạch đều đều, cho nên thôi không sắm mới. Bữa cũng thấy ở trên mạng đăng xốp, mọi người trồng bằng xốp. Nhưng mà tại vì ở nhà là có sẵn mấy trăm, 500-700 cái khay để trồng thủy canh này rồi, nên là thôi không chưa có mua mới. Bạn Phụng Đào hỏi là trồng mướt, trồng dưa leo của Hoa à? Có trồng dưa leo, trồng dưa leo với trồng mướt ở dưới cũng có trái, nhưng mà trồng dừa vàng leo thì chưa có kinh nghiệm lắm hay sao, cho nên là trồng không có thu hoạch đều bằng trồng rau, với lại trái thì nó lâu hơn. Rồi đúng rồi, 3 tiếng rồi. Bạn Minh Miết hỏi là chị Hà ơi, cho em hỏi tí, sữa trữ đông bây giờ bỏ ra ngoài uống để được ở nhiệt độ phòng bao lâu vậy chị? Nhiệt độ phòng khoảng 25-26 độ thì chị nghĩ em để ngoài khoảng chừng 1-2 tiếng thôi. Tại vì để ngoài lâu thì cũng không có hay, tại vì nhiệt độ nóng thì sẽ làm cho vi khuẩn sinh sôi phát triển, thì sữa để ngoài nó sẽ mau bị chua, nó uống dễ bị đau bụng. Thì tốt nhất là khi nào uống thì em không uống thì em để tủ lạnh đó, rồi nào uống thì dùng máy hâm hâm, hoặc là máy hâm hâm thì nó cũng nhanh thôi. Khoảng chừng chưa tới 5 phút thì đã sữa đã ấm rồi. Mình chỉ hâm cho con uống ở nhiệt độ là 40 độ C thôi, mình không hâm nóng quá, cho nên là cũng không có mất quá nhiều thời gian. Chịu khó một chút cho đảm bảo cho con nó bị đau bụng.
hàng ba cây rau rồi đó. Rồi xong rồi đó. Rồi lắp lại đi con, lắp lại đi, tưới nước ngâm. Rồi lắp lại. Rồi. Rồi lắp lại chưa? Xong chưa? Cái nào xong là con lắp lại nha. Lắp nhẹ thôi, đừng có đè, đừng có đè, đừng có đè xuống. Rồi rồi. Xong. Rồi nhà mình đã xong. Xong. Chúng mình đi xuống vườn trái cây ba. Đi xuống trước rồi ba dọn cái này ba xuống nha. Con với mami xuống trước đi. Xuống luôn. Nguyễn Trọng Dân nói là quay trái cây đi. Ok. Ủa, bạn hỏi là sao nghe điện thoại nhỏ xíu. Còn nhỏ không? Cherry ơi, cô Lisa Trần gọi con kìa Cherry. Chào cô. Rồi, ba dọn ba xuống liền. Ba chờ xíu nha, Hà sẽ đi xuống cái dàn thủy tinh. Ủa, cái cục quá phát wifi không nè. Đi. Đi đi xuống cho đi. Chí làm gì? Cái đồ đồ. Dạ sẽ đi xuống cái rau thủy canh. Chị đi đi xuống với mẹ không? Chị đi hello cô Cam đi kìa, cô Chi Cam. Hello cô Chi Cam. Hello cô Chi Cam. Nói chuyện giống như là máy robot vậy. Đây, mấy anh chị đây. Đi ra ngoài dạ. Chị đi ra ngoài đây hướng dẫn trái cây cho mấy cô chú đây, mấy bạn giờ ở đây đang uống sữa. À, Trio muốn trồng cây ở dưới đất đốt chứ. Ở dưới sân chơi mà ba đang trồng cây thủy canh. Hồi nãy thì Trio thì muốn trồng cây bằng khay đất. Mà ba thì đang trồng cây thủy canh, ba đâu có xuống trồng được đâu. Thế là anh Trio anh giận, anh không có chịu phụ. Thôi mình Cherry xuống phụ. À, Sunny chào mấy cô chú đi. Chào chú. À, Sunny hướng dẫn mấy cô chú này là trái cây nè. Cho mấy cô chú xem nha. Đây. Đây, Sunny rồi. Sunny đi ra chị trái cóc cho mẹ đi. Trái cóc đâu? Đây, trái cóc đây. Sunny đi lại gần đi. Lại gần chị. Ủa, trái đi đâu rồi? Đây là cây cóc nhà Hà, cây cóc Thái nè. Cái cây nhỏ xíu mà nhưng mà rất là nhiều trái luôn. Rất là nhiều trái nè. Đó. Cóc non nè. Ngày nào cũng hái ăn hết á. Cóc non. Đây. Đó đây là cây cóc nhà Hà nè, ăn với lại mắm chuốt. Hồi sáng nay cũng mới hái ăn á. Cây nhỏ xíu mà quá trời trái. Nhà Hà thì dùng phân trùng với lại phân ủng vô nè. Vô đứng ở cửa sổ nè. Đi chơi. Ra đây chơi. À, nhà Hà thì dùng phân trùng với lại phân dơi. Mà thấy phân dơi tốt. Đó, trái nhiều lắm. Thằng cóc nè. Đây là trái cóc non. Dạ, mẹ đây. Con lấy nước gì vậy? Con sữa chưa? Hoa. Bị mờ hả? Con có con mờ không mấy bạn? Rồi nó ăn luôn rồi ngoại ơi, Con đang quay livestream. Đi, con ra đây con giới thiệu trái cây với mấy cô chú đi. Đây là cây đây là cây bưởi nè. À, cây bưởi có hoa nè mấy bạn. Sorry cả nhà, nó hồi nãy nó chuyển đổi mạng cho nên nó bị đi từ tầng trên xuống tầng dưới thì nó bị ấy. Đây là cây mít, đây có một cái trái nhỏ xíu này. Đây cái cây mít nhỏ xíu. Có mấy trái luôn á. Đây cây mít nhỏ xíu nè. Ủa sao tối rồi ta? Buổi sáng. Sáng. Đây cây mít nhỏ xíu đây. Còn đây là
là cái ổi này. Đây là một cái ổi. Đây là cái chanh, mà cái chanh thì chưa có trái. Đây là cái gì con? Cây gì? Cái gì? Cái này cái gì? Cái khế. À, còn bên này cây mận. Sai, cái này là cây cóc. À, cây cóc, đúng. À, đây có chùm cóc bự quá nè. Cái đứa có ăn cóc không? Đó, chùm cóc bự. Còn đây là cái lụ nè. Có trái lụ sao sao? Cái này con mới làm được cái này nè. À, đi mới làm cái gì vậy? Ôi đẹp quá, đưa cắt hình đẹp quá. Cho đi làm. Vậy nè mai con sẽ vẽ một bình cốc. Hoa con cắt da bự. Con nè mai nhỏ con hơn. Thôi đi hái giùm chị em cái cốc cho đi ăn. Nè mai con sẽ vẽ một bình hoa bự chà bá con cắt da. Ok. Con hái cốc cho em lùm mấy hái không tới kìa. Con hái giùm nha em đi con. Hái một trái thôi nha. Một trái đúng rồi, ăn thì ăn tới đâu hái tới đó. Cảm ơn anh đi con. Rồi con phủi cái phấn hoa đi, ăn thử cái ngọt không vậy đi. Đây sẽ rửa quá. Ở đây có nước. Thôi chơi đi, đi ra rửa. À đây có nước hả? Đúng rồi, có thể đi mở nước rửa đi. Có thể là nước. Ở đây nhà hàng cũng trồng nhà làm vàng leo nè, nhưng mà vàng leo kia rửa thích cây. À, đây là vàng leo nhà hàng nhưng mà có mỗi trái đậu bắp thôi. Đậu bắp ấu với lộn đậu rồng thì rất là nhiều, còn mấy cái dây leo khác là nó không lên, nó chết hoài rồi chưa biết cách trồng. Rồi cho đi ăn thử đi con. Ngon không? Wow, chua quá hả? Chua quá. Cốc thì phải chua rồi, có cốc nào mà không chua? Cốc, con biết cốc không chua nè. Cốc gì con? Là cốc này nè. Mấy ai cốc không chua là cốc này nè. Cái đó là cái ổi mà. Bậy quá. Con hết ăn kẹo ổi. Con mặc quần cho em này. Con hết ăn kẹo ổi lắm á, kẹo ổi ngon lắm. Kẹo ổi đó. Kẹo ổi ngon lắm. Ở bên này có cây tắc cũng rất là nhiều trái đây. Có hết, cần con thì hết uống nước tắc. À đi uống nước tắc và nước chanh. Ở nhà thì được cái là tắc thì không phải mua. Ở nhà là có rất là nhiều trái tắc và mấy cây tắc lợn rất là nhiều trái. Con sẽ uống nước tắc. Đây cây tắc rất là nhiều luôn á, nhưng mà tại vì nó màu xanh tiền với lại tiền với lại màu lá nên là mình không có rõ. Thì mình phải đợi khi nào, đúng rồi. Mình phải đợi đến khi nào mà tắc vàng rồi mình mới thu hoạch. Khi mà mình trồng tắc vậy thì mình mới thấy. Nghe nói là tắc vàng á. Chơi đi mặc quần cho em lên xin đi con. Mình pha nước, mình nó mới ngon, nó mới màu vàng. Còn nước còn chặt màu chanh màu, còn cắt màu màu xanh nữa. Là dắt chơi là không có ngon. Dưới lại còn không có màu vàng. Còn là màu xanh, không phải màu vàng. Cái này hát một bài tặng mấy cô chú đi. Cái này hát một bài đi. Cái này hát một bài tặng mấy cô chú đi. Anh là trên. À sao? Này. Thì khi mà mình trồng cây tắc, mình trồng cây tắc thì mình mới biết thấy được một điều là không hiểu sao ngoài người ta trồng nhanh chứ ở đây mình trồng mà không có phân có thuốc á thì một trái tắc á nhiều khi tốn mất mấy tháng chờ luôn thì nó mới chín vàng được đó, rất là lâu. Ở đây trồng mẹ ơi, mẹ đây có thì không? Thật ra là có ở nhà này trồng là cho vui thôi mẹ chứ ơi, mẹ không phải như nhà vườn, tất nhiên là không được như nhà vườn, nhưng mà bữa nay cây mít mà ra trái thì rất là mẹ ơi, vui á. Mẹ ơi, trồng cả năm rồi. Mẹ Hà bắt đầu sau khi bỏ phân dơi vào. Cái gì con nói đi. Mẹ Hà ở đây có ở nhà mình có cây xuân hà không? Cây xuân hà mình không có. Thì Hà rất là vui bởi vì bữa nay thì nó đã có được mấy cái trái non như vậy nè. Là rất là mừng. Cái này trái gì kỳ quá. Nó còn nhỏ. Mấy mới nó bự. Mấy bạn cái... đang mẹ Hà ơi, mẹ ví dụ nó bự ở bên đây á là cái cây. Mẹ Hà ơi, mẹ ví dụ nó bự bên đây thì mình thì cái cây xíu qua đây một cái. Ừ. Không bự qua đây xíu cây xíu. À, đã
sáng đó, hồi nãy chị có quay anh Hải đó, mà anh Hải đang dọn ở trên, ở trần tên anh Hải vừa mới gieo hạt trồng cây tỉ xanh xong. Cindy thì đang quét nhà. Rồi Cindy quét nhà xong là Cindy dẹp chổi lại cho mẹ. Dẹp chổi lại cho gọn, lấy ở đâu thì dẹp lại chỗ đó. Đúng rồi, dẹp. Đúng rồi, cất đi. Con cất đi, con cất chổi vô trong đó cho mẹ. Con cất chổi vô cho gọn cho em đi, em không biết kìa. Đúng rồi, mình dọn cho thật là gọn. Ê, ê, vậy là không có gọn. Không đậu được trái. Thôi kệ, thôi con ăn đi. Con vô. Trời. Cho con một tờ giấy nha. Ok, lấy giấy đi. Thôi, thôi nãy giờ nói chuyện cũng lâu rồi. Thôi bye bye cả nhà nha. Chúc cả nhà ngày chủ nhật thật là vui nha. Khi nào rảnh thì lại livestream tiếp cho mọi người hen. Chị đang không ở sân thượng, chị ở sân khác. Anh Hải giờ nãy chị quay ở trên sân thượng, anh Hải trồng rau thị canh. Di hình nó là không phải trái non, không biết là trái gì luôn. Thôi đợi nó lớn xem như thế nào, không biết là trái gì. Thật ra là chỗ đó giờ trồng cây mít nó được một năm rồi, nhưng mà cũng không biết được là nó có ra trái hay không. Thì hôm nay có mấy cái đó thì không biết gọi là cái trái gì luôn. Thôi bye bye cả nhà nha. Chúc cả nhà ngày chủ nhật thật là vui đó.